chung niệm Phật, niệm Nam Mô Tát Xa Ba Lần. Nam Mô Tát Xa Ba Lần Tu A La Hà Tu Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Ba Lần Tu A La Hà Tu Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Ba Lần bài hôm trước là đã đến cái phần mà Đức Phật đi xuất gia và Đức Phật thành đạo. Nhưng mà thành đạo thì Đức Phật có đầy đủ tam minh một thông. Thì hôm đấy thì cái buổi trưa hôm đấy thì Đức Phật đi khất thực, thì có một cái người phụ nữ là bà Sa Tức Cha đã đến cúng dường Đức Phật một món cơm trộn sữa trên một cái đĩa bằng vàng. Và Đức Phật dùng xong, Đức Phật đi ra cái bờ sông, thì Đức Phật là mới phát nguyện là nếu như ta đắc đạo thì cái đĩa này sẽ trôi ngược dòng sông, còn nếu ta không đắc đạo thì nó sẽ trôi xuôi theo dòng sông. Thì khi phát nguyện như thế rồi thì lúc đấy thì đạo sĩ Tất Đạt Đa mới thả cái đĩa xuống sông, thì cái đĩa nó trôi ngược dòng sông, sau đó nó chìm xuống đáy sông. Và cái hôm đấy thì Ngài bắt đầu đi về cái gốc cây Bồ Đề. Có một cái người thanh niên đi cắt cỏ ngang qua đã cúng dường cho Ngài một cái mớ cỏ khô. Và Ngài lấy cái bó cỏ đấy là một cái tòa, tòa ngồi mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Ngài phát nguyện nếu ta không đắc đạo thì thà cho thịt nát xương tan, ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ này. Và Ngài phát nguyện xong thì Ngài ngồi thiền. Lúc đấy Ngài ngồi thiền thì Ngài mới tư duy, Ngài suy nghĩ rằng này, thì xưa lúc ta còn rất là bé, ta đã thực hành, ta đã ngồi thiền. Cái lúc đấy là cái buổi lễ hạ thiền, ta đã ngồi thiền là chú tâm vào hơi thở và đã đắc được sơ thiền. Có lẽ cái con đường này sẽ đi đến giác ngộ, cho nên Ngài tiếp tục để tâm ở trên hơi thở. Thì Ngài chú tâm trên hơi thở thì quang tướng nó xuất hiện, chú tâm trên quang tướng Ngài đang sơ thiền. Sau này Ngài lên nhị thiền, lên tam thiền, lên tứ thiền. Sau đó Ngài phát triển cái định lực thâm sâu, tất ôn lại tất cả các thiền, tứ thiền, bát định. Và phát triển năm cái loại thần, các cái năng lực thần thông. Ngài hướng tâm đến các cái đời sống quá khứ. Và Ngài thấy được rằng mình có rất nhiều cái kiếp sống ở trong quá khứ. Tùy cái kiếp nào mà tạo được cái nghiệp thiện ấy, thì sau cái kiếp đấy sinh về cái cõi an vui. Cái kiếp nào mà tạo nghiệp ác thì sau cái kiếp đấy phải sinh xuống cái cõi khổ đau. Rồi khi quan sát chúng sinh thì Ngài cũng thấy chúng sinh cứ chết chỗ này sinh chỗ kia. Cái người nào mà có tạo được những cái thiện nghiệp công đức thì đến lúc chết thì được sinh về cái cõi này. Người nào mà tạo ác nghiệp, bất thiện nghiệp thì đoạn vào cõi khổ đau. Và Ngài cứ quan sát như vậy, Ngài thấy có thái 31 cõi sống khác nhau trong một thế giới. Thì chúng sinh tùy cái nghiệp của mình mà phải sinh được các cõi khổ hay là cõi an vui. Và lúc đấy Ngài mới tâm tâm là có cái con đường, có phương pháp nào có thể thoát ra khỏi cái vòng sinh tử, chấm dứt cái luân hồi trong tất cả các cõi này. Thì nó có một cái cách, đó là phải giác ngộ được các sự thật, phải nhàm chán được cái sinh tử, phải thấy cái tuệ tri được cái sự vô thường của thân và của tâm. Thân này chỉ là vô thường giả tạo, cái tâm này cũng vô thường giả tạo. Mình cắt đứt được cái tham ái chấp trước đối với cái thân tâm này thì lúc đấy sẽ giải thoát. Còn ngày nào mình còn tham ái dính mắc với thân tâm thì mình còn ở trong sinh tử. Và Đức Phật đã tu tập, đã đoạn trừ được tất cả những phiền não đâu, và Ngài đắc đạo, Ngài thành Phật. Năm thành Phật là lúc ấy Ngài 35 tuổi ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và sau khi thành Phật, và hôm nay là bắt đầu học đến cái phần mà sau khi thành Phật. Xong khi thành Phật thì thực ra thì Đức Phật thì tu có một ngày một đêm là Ngài đắc đạo. Tức là từ buổi chiều hôm đấy và ngồi cho đến cái canh ba ngày hôm sau là Ngài đã chứng đắc thành Phật quả. Chứng đắc thành Phật quả là Đức Phật trải qua 49 ngày đêm
mỗi một trải qua 7 tuần lễ, và mỗi một tuần lễ này có những cái sự kiện khác nhau. Đây là tuần lễ đầu tiên sau khi vị đó thành Phật. Tuần lễ đầu tiên là ngày thành Phật rồi, nhưng ngài ngồi bất động dưới gốc cội Bồ Đề để trải nghiệm cái sự an lạc của đạo quả giải thoát. Khi mà Đức Phật thành Phật thì ngài chứng được cái pháp thiền siêu thế, lấy niết bàn làm đối tượng, an trú ở cái thiền quả siêu thế đấy, là một cái trạng thái tâm tĩnh lặng rất là thâm sâu. Và Đức Phật cứ an trú ở trong cái đạo quả này và trải nghiệm cái sự an lạc của cái thiền quả giải thoát đấy suốt 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm ngày nhập ở trong thiền, ngày vẫn ngồi tại gốc cây Bồ Đề đấy và ngày nhập ở trong cái thiền này. Đây là tiền đề đầu. Đến cái tuần lễ thứ hai thì Đức Phật mới đứng nhìn chăm chú, đứng chăm chú nhìn cây Bồ Đề suốt một tuần liền để tỏ lòng tri ân với cái cây này, nó đã che nắng che mưa trong ngày suốt thời gian để thành đạo quả. Vì vậy mà thời bây giờ ở các chùa người ta hay trồng cây Bồ Đề, người ta chăm sóc cây Bồ Đề và người ta cung kính cây Bồ Đề, bởi vì chính Đức Phật là một người cũng luôn tỏ cái lòng cung kính tri ân đối với cái cây Bồ Đề này. Thực ra cái cây nó chỉ là cái cây vô tri vô giác thôi, nhưng mà cái cây Bồ Đề nhờ có cái cây đấy mà cho nên là ngài đã tu và đắc đạo, cho nên là ngài rất là tri ân đối với cái cội cây này. Đứng suốt một tuần liền, chỉ có đứng không và chăm chú nhìn cái cây Bồ Đề này không chớp mắt liên tục, đấy là cái tuần lễ thứ hai. Cái tuần lễ thứ ba thì Đức Phật dùng thần thông tạo ra một con đường để kinh hành bằng châu báu, đi thiền hành ở ngay gần cái gốc cây Bồ Đề. Thì đến cái tuần lễ thứ ba này thì lúc đấy có rất nhiều các cái vị chư thiên, các cái vị thiên thần đấy, người ta có một số vị chư thiên thì họ có tha tâm thông, họ biết bảo vị này đã đắc đạo, đã thành Phật rồi mọi người ơi. Nhưng mà có một số các cái vị chư thiên, các vị thiên thần khác, người ta lại bảo không, ông này chưa đắc đạo thôi. Ông mà đắc đạo thì ông phải đi làm pháp rồi. Ông vẫn còn ở cái gốc cây Bồ Đề, ông vẫn còn ở đây, ông vẫn còn tu tập mà. Ông ấy vẫn còn ngồi thiền, ông chưa đắc đạo. Thế là cái lúc đấy thì vì cái sự thắc mắc của chư thiên, có người thì tin, có người thì không tin, và ngài đã phán giải những cái hoài nghi của các vị chư thiên bằng cách hóa ra một cái con đường bằng châu báu, tạo ra dùng thần thông tạo ra một con đường kinh hành bằng châu báu ở gần gốc cây Bồ Đề, và mình cứ đi qua đi lại ở cái con đường này, cái con đường để cứ đi qua đi lại như vậy suốt một tuần này. Thì bây giờ cái gốc cây Bồ Đề này vẫn còn ở bên Ấn Độ, vẫn còn, nhưng mà cái con đường đi thiền hành thì nó do dùng thần thông tạo ra, cho nên là sau khi mà thu thần thông lại thì nó hết. Và sau này có cái đời 300 năm sau thì có ông vua A Dục, ông ấy chỉ về cái nước Ấn Độ, ông ấy là người theo đạo Phật, ông rất cung kính cây Bồ Đề, hàng ngày ông luôn luôn đến ông ấy đảnh lễ có cây Bồ Đề này, rồi ông cho người tạo lại một cái con đường này, ông cho người tạo lại cái con đường bằng đi thiền hành của Đức Phật. Và ông ấy cho châu báu đáp lên trên, ông dùng vàng bạc châu báu ông đáp lên trên, giống như mà Đức Phật đã từng dùng thần thông hóa ra. Thế nhưng mà cái bà hoàng hậu, bà vợ của ông vua thì bà rất là tức bực, bà thì không có cái niềm tin đối với đạo Phật. Bà thấy là ông vua suốt ngày cứ ăn rồi suốt ngày đi đến gốc cây Bồ Đề đảnh lễ cây Bồ Đề, cho nên là về sau bà ấy bí mật bà cho người đến phá hủy cái con đường này. Nhưng thời bây giờ thì người ta vẫn dựng lại con đường này. Bây giờ ai mà đi sang du lịch Ấn Độ thì vẫn thấy cái gốc cây Bồ Đề. Cái cây Bồ Đề thời Đức Phật ngồi thì bị ngoại đạo, bị Hồi giáo nó phá mất rồi, nhưng người ta trồng lại mọc lên một cái cây mới. Đến bây giờ là cái cây của thế hệ thứ ba, nhưng mà nó vẫn rất là to lớn. Và bên cạnh người ta vẫn còn dựng lại cái con đường, người ta trang hoàng rất là đẹp. Đó là cái con đường Đức Phật đã đi kinh hành suốt 7 ngày ở bên cạnh cái gốc cây Bồ Đề này. Cái tuần lễ thứ tư thì Đức Phật ở trong một cái bảo cung,
để suy niệm về những pháp đi thâm sâu vi diệu, và thân của ngài trở nên tinh khiết và phát ra cái bằng hào quang sóng màu xanh vàng đỏ trắng vàng cam. Thì bây giờ người ta dùng cái màu hào quang để người ta làm cái lá cờ Phật giáo. Giờ hai đường cờ Phật giáo sẽ thấy có năm màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng và màu vàng cam, và một cái màu xa lẫn cả năm màu này. Thì đấy là tiêu biểu cho cái hào quang của Đức Phật. Và lúc này Đức Phật ngồi để suy niệm về những cái pháp thâm sâu, gọi là những pháp chân đế. Những cái, thì lúc này Đức Phật mới ngồi phân tích một cái chi tiết này, là thân mình nó có bao nhiêu loại sắc. Cái sắc thân này nó thì là cái sắc nó bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng mủ. Nhưng mà Đức Phật phân tích thật là thâm sâu này, là cái sắc thân này nó có cái nguồn gốc, nó sinh ra từ đâu. Như như này phân tích là có những cái nguồn gốc của cái sắc thân nó do nghiệp quá khứ sinh, có cái nguồn gốc mà cái sắc thân này nó do thức ăn ăn vào nó sinh ra, có khi là nó từ cái thời tiết mà nó tạo ra cái sắc thân, có khi là nó từ cái tâm thì nó tạo ra cái sắc thân. Cho nên là con người khỏe yếu nó lệ thuộc vào bốn cái nhân đó. Có khi mình có cái nhân quá khứ làm cái việc bố thí, mình giúp đỡ hay là phục vụ cho cái người ốm đau, bây giờ mình có cái thân khỏe mạnh, hoặc là cái thân hiện đại này nữa, mình có cái đời sống tinh thần tốt thì mình có cái sức khỏe tốt. Đấy là về thân chia sẻ thành 28 loại sắc. Về tâm lý thì chia sẻ ra các cái loại tâm: tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ngã mạn, tâm ghen tị, tâm tật đố, tâm hoài nghi. Tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới. Nói chung là có 89 tâm vương và 52 tâm sở. Để các cái pháp do duyên khởi, như là vô minh, duyên hành, thức, danh, sắc, lục, nhập, 24 duyên hệ. Những cái pháp thâm sâu đấy thì là Đức Phật đã ngồi đây để quán chiếu lại một cách chi tiết và tỉ mỉ, để sau này ngài giảng giải lại cho mọi người. Thì là cái tuần lễ thứ tư thì Đức Phật suy niệm về những cái giáo pháp thâm sâu vi diệu. Tuần lễ thứ năm thì Đức Phật ngồi ở dưới cội cây Acapala gần cội Bồ Đề và nhập thiền quả giải thoát. Cũng trong cái tuần này thì có ba người con gái của Ma Vương dùng nhan sắc để quyến rũ Đức Phật nhưng thất bại. Thì trong cái tuần lễ thứ ba khi mà Đức Phật đang cũng ngồi thiền ở đây, thì lúc này ác ma thì đến để quấy phá Đức Phật nhưng không thành công. Lúc đấy có ba con ma nữ là con gái của Ma Vương, mà chúng ta phải dùng cái nhan sắc để quyến rũ, để phá hủy cái công phu của cái vị đạo sư này. Và dùng đủ mọi cái yêu thuật để cám dỗ. Nhưng mà lúc đấy Đức Phật dùng cái thần thông cho mấy cái con ma nữ này, nó biến thành những cái con quỷ sứ rất là xấu xí. Thế là nó ngượng quá, nó bỏ nó chạy hết. Ba cô gái, ba cô này là ba cô tiên. Ngày ba cô tiên nữ là ma nữ. Cái tuần thứ sáu thì Đức Phật đi đến một cái gốc cây Mukkaninda nhập thiền quả giải thoát. Bỗng có một trận mưa to gió lớn suốt nhiều ngày. Thì lúc đấy có một cái vị mãng xà vương từ cái ổ chui ra, dùng cái thân mình cuốn quanh Đức Phật bảy vòng và dùng cái đầu lớn che mưa cho Đức Phật. Bây giờ thỉnh thoảng mình đi đến một số chùa mình vẫn thấy người ta đắp lại cái bức tượng này, có một cái con rắn rất là lớn, nó quanh bảy vòng xung quanh để che mưa cho Đức Phật suốt 7 ngày liền. Dùng cái đầu của mình để che mưa, dùng cái thân để quay xung quanh. Phật ngồi thiền ở đây và được an toàn trong 7 ngày 7 đêm. Và bên đây là cái bức tượng thể hiện được đắp ngay ở bên cạnh cái gốc cây Bồ Đề ở Ấn Độ. Mình thấy đắp lại cái hình ảnh này. Con rắn nó dùng cái mồng để che cho Đức Phật ngồi thiền. Có một cơn mưa suốt 7 ngày về đêm nhưng mà ngài không có bị ướt. Đến ngày thứ bảy thì mãng xà vương cái thu mình lại biến thành một thanh niên đến chắp tay đứng trước Đức Thế Tôn. Và lúc đấy Đức Phật mới dạy cho cái vị thanh niên này một cái bài pháp rất là ngắn gọn. Đức Phật chỉ dạy thế này: người tri túc hiểu biết chân lý, sống độc cư, đó là cái điều hạnh phúc. Người có tâm lành, có thiện chí, biết thu thúc các căn thì đó là hạnh phúc. Người không ái luyến, không dục vọng thì đó là hạnh phúc.
người phá tan được thành kiến ngã chấp quả thật là hạnh phúc tối thượng. Đấy là vì cái vị mãng xà này có cái công đã che chở cho Đức Phật bảy ngày, và Đức Phật đã dạy vị đó một cái bài pháp để có được cái hạnh phúc an vui ở hiện tại và tương lai. Tuần lễ thứ bảy thì Đức Phật đến hội Phê Gia-ta-na nhập thiền quán giải thoát. Nói chung là trong bảy cái tuần này thì chủ yếu là Đức Phật nhập vào thiền quán giải thoát. Bởi vì cái thiền quán giải thoát thì Ngài vừa mới chứng đắc được cái đêm thành đạo, nên cái pháp thiền siêu thế rất là an lạc, Ngài nhập vào để an trú trong cái đạo quả đấy. Và khi thành Phật thì Đức Phật là một vị Phật có đầy đủ 9 ân đức, 9 danh hiệu. Ngài có cái vị ân đức là bậc A-la-hán, đấng chánh minh tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. 9 cái ân đức hay còn gọi là 9 cái danh hiệu của Đức Phật. Lúc đấy thì Đức Phật có ra cái tên theo cái dòng tộc của bên cha, thì Ngài còn thuộc dòng tộc Thích Ca, và Ngài có cái tên là Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà theo về cái dòng tộc của họ mẹ thì Ngài là họ Gotama Cù Đà, thì là theo về mẫu hệ thì Ngài họ Cù Đà hay là Gotama. Nhưng mà khi mà đã trở thành một vị Phật rồi thì Ngài thì các đệ tử của Ngài không có gọi Ngài bằng cái tên thế danh như vậy nữa. Cái tên thế danh không gọi Ngài là Sa Môn Thích Ca hay là Sa Môn Cù Đàm nữa, mà các đệ tử thì gọi Ngài là Bạch Đức Thế Tôn. Đây là cái từ này là phổ thông nhất, thường thường gọi Ngài là Bạch Đức Thế Tôn, hoặc là Đức Phật, kính thưa Đức Phật, hoặc là Đức Thiên Nhân Sư, Đức Thầy, Bậc Thầy của Trời Người, hoặc là kính thưa Đức Thầy, Bậc Thầy của Trời Người, hoặc Bậc Điều Ngự, Điều Ngự Chức Phu. Có người thì gọi Ngài là Kính Bạch Đức Điều Ngự, nhưng muốn nói rằng Ngài là bậc điều phục được những cái người ương bướng, những cái chúng sinh nam ngay trên thế gian này, cho nên có thể điều ngự Bạch Đức Thế Gian Giải. Có thể Ngài có thể Thế Gian Giải, hoặc là có người thì gọi là Bạch Đức Thiện Thể. Ngài là bậc thiện thể, nói ra những lời tốt đẹp. Ngài là bậc minh hạnh tốt, Ngài là Đức Chánh Nhân Chi, Samasambuddho. Ngài là bậc La La Hán, bậc La La Hán. Hoặc là Đức Phật thì tự xưng là Như Na. Khi mà nói chuyện với ai thì Đức Phật tự xưng ta là Như Na, bậc A La Hán, đấng chánh đẳng chánh giác. Ngài chính chỉ ân đức của một vị Phật, cái danh hiệu của một vị Phật. Cho nên là bây giờ nếu mà một người Phật tử thì khi niệm đến danh hiệu Đức Phật thì phải niệm đến các cái ân hiệu như thế này. Ví dụ một người mà niệm một cái ân, niệm đến danh hiệu Phật ấy, mà với một cái câu đầy đủ mà dài thì niệm Nam Mô Ứng Cúng A La Hán này, có nghĩa là ứng cúng. Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Chi, Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giả, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đấy là một cái câu niệm ân Đức Phật mà đầy đủ nhất. Hoặc là một cái người mà niệm một cái câu văn tắc thì chỉ niệm là Nam Mô kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn này, bậc A La Hán này, đấng chánh biến chi là chánh đẳng chánh giác. Hay là kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh biến chi. Hoặc là Nam Mô Tát Sa Bà La Mật Tô A La Hán Tô Sa Ma Sa Bút Tát Sa. Thì Nam Mô Tát Sa là chính là niệm thế này. Nam Mô Tassa Bhagavato là Thế Tôn, Arahato là Arahant, Samasambuddho là Chánh Biến Chi. Tức là trong đó sẽ có ba cái ân đức này. Niệm đến tên Đức Phật, không có gọi người con Phật thì không gọi tên của Phật ra, mà chỉ gọi đến cái ân đức của Phật thôi. Cũng giống như là mình là những cái người con, mình không có gọi tên cha mẹ mình nhỉ. Ví dụ như cha mình tên là gì, mẹ mình tên là gì, mình có bao giờ gọi tên thẳng ra không, phải không? Cho nên là cái tên thế danh của Đức Phật là Phật Thích Ca, Phật Cổ Đà. Nhưng mình là người con Phật thì mình có gọi Phật Thích Ca, kính thưa Phật Thích Ca, kính bạch Phật Thích Ca. Cho nên là mình không gọi thế. Cho nên là một số người hay có cái pháp gọi là niệm danh hiệu của Phật thì đấy là không đúng ấy. Chỉ có những người ngoại đạo thì người ta mới gọi thẳng cái tên Phật ra. Còn những người con Phật người ta chỉ gọi tên kính bạch Đức Thế Tôn, kính bạch Đức Điều Ngự, kính bạch Đức Thiện Thể, kính bạch Đức Ứng Cúng, kính bạch Đức Chính Biến Chi. Chỉ có như thế thôi.
xem phim đó. Rồi Đức Phật hỏi đáp. Khi đắc đạo rồi Đức Phật ngồi thiền để làm gì? Khi mình một cái người mà chưa đắc đạo thì người đó phải ngồi thiền, mà ngồi thiền là mục đích là để đắc đạo. Còn khi mà đã đắc đạo rồi thì có cần ngồi thiền không? Có cần phải tu nữa? Vì một người chưa đắc đạo thì cần tu để đắc đạo. Thế một người đã đắc đạo rồi thì có cần phải tu nữa không? Thế như một người bây giờ chưa giải thoát mà ngồi thiền để được đắc đạo giải thoát. Đắc đạo rồi thì ngồi thiền nữa để làm gì? Khi đắc đạo rồi Đức Phật còn ngồi thiền không? Ngồi thiền để làm gì? Để hưởng cái sự an lạc của đạo quả giải thoát. Lúc đến là ngày ngồi thiền để hưởng cái sự an lạc của đạo quả giải thoát thôi, chứ không phải là lúc đấy ngài còn phải tu nữa, mà ngài đã tu xong rồi. Thành Phật có nghĩa là sự tu thành đã được viên mãn, đã xong cái việc cần làm, đã làm xong. Và cái lúc đấy ngài ngồi để hưởng cái kết quả an trú ở trong cái tầng thiền, nó có cái sự an vui, cái sự an lạc. Đức Phật có hoan hỷ với cái đạo quả mà ngài chứng đắc không? Bây giờ mình mà được một cái gì đó rất là quý, một cái gì đó rất là quý, mình thích thú với cái mình quý đấy, thì đến cái giờ nó đến cái giờ ăn mà mình quên, mình không ăn, mình có thấy đói không? Thấy đói không? Đã bao giờ mình được một cái gì mà mình thích quá mình quên ăn chưa? Quên ăn mà không thấy đói. Trong suốt 7 tuần đấy có Đức Phật có ăn gì không? Đức Phật không ăn gì, mà lúc ấy ngài có đói không? Ngài không đói, tại sao ngài lại không đói? Bởi vì ngài an vui với cái quả giải thoát thế này. Ngài an vui, ngài có cái sự an vui với cái quả giải thoát, cái thành quả này. Cái thành quả mà ngài đã phải đi suốt 4 A Tăng Kỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp tu tập đến bây giờ mới thành tịnh. Cho nên ngài rất là hoan hỷ, rất an vui. Và trải qua 49 ngày đêm ngài tu tập như vậy, trải qua rất nhiều sự kiện như ngài không muốn đói. Vì cái pháp hỷ nó làm cho ngài được thoải mái, nó sống bằng cái pháp hỷ đó, không cần phải ăn. Bây giờ ai cho mình một núi vàng thì mình có nhịn được 49 ngày không? Mình có thích thú. Khi đắc đạo rồi ngài còn cảm thấy vui buồn nữa không? Cái sự đắc đạo rồi thì nó không còn vui mà nó không còn buồn. Cái niềm an vui cái đấy nó chỉ là cái pháp hỷ lạc cao thượng, chứ nó không còn vui buồn với cái cảnh trần thế gian, không còn vui buồn với cái sự được mất hơn thua khen chê yêu ghét. Tức là được cũng không có cái gì để vui, mất cũng không có gì để buồn, khen cũng không vui, chê không buồn, nó rất là tự tại. Cái tâm lý của cái người của một cái vị mà của một bậc giác ngộ là như vậy, tức là tự tại trước bên ngoài. Còn là tám gió thổi không động này, nợ suy hủy dự sinh cơ khổ nạn, tức là có nợ mình không bị dao động bởi cái nợ. Khi mà mình gặp cái sự khó khăn, cái cơ hàn, mình cũng không có bị dao động, bị hủy bán cũng không có buồn, được xưng tán cũng không có vui, hủy dự sinh cơ khổ nạn. Khổ cũng tự tại mà an lạc cũng tự tại. Đấy là cái bậc đắc đạo như Đức Phật là tự tại như vậy, không có cái sự vui buồn gì nữa. Người khác thấy ngài có biết ngài đã thành Phật không? Bây giờ nếu là Đức Phật, bây giờ mình đang đi đường, mình gặp Đức Phật đây cũng đi trên đường, thì mình có biết đây là Phật không? Nếu bây giờ tượng Phật tự nhiên đứng lên đi xuống thì mình có thấy có thấy sợ không? Mình có vui hay là mình sợ? Thực ra khi mà ngài thành Phật rồi thì ngài cũng như tất cả mọi người, cũng con người bằng xương bằng thịt như vậy, cũng bằng xương bằng thịt như vậy thôi.
chẳng có cái gì là khác, nó không có giống như trong phim Phật có thể bay vù vù. Mặc dù Ngài có thần thông nhưng không bao giờ Ngài sử dụng đến cái thần thông như vậy. Chỉ khi thật cần thiết thì sử dụng một chút, như là 7 ngày 7 đêm Ngài đi thiền hành thì chỉ có chư thiên thấy thôi, chứ nhân nói không ai thấy. Thì những người bình thường khác thì thấy Ngài không biết, không có biết là Ngài đã thành Phật, cũng không có biết Ngài là Phật, cũng chỉ nghĩ Ngài là một con người, chứ không ai biết Ngài là Phật hết. Không ai biết Ngài là Phật cả. Các vị chư thiên có biết Ngài đã thành Phật rồi không? Các cái vị chư thiên thì mà gặp một vị Phật, họ biết đây là Phật không? Vị nào mà có ta tâm thông thì vị đó mới biết Ngài đã thành Phật. Có những cái vị chư thiên thì có cái thần lực nớ, cái vị có tha tâm thông biết được tâm của người khác thì những vị chư thiên này biết đây là Phật. Còn những cái vị mà không có tha tâm thông thì không biết. Các vị chư thiên cái năng lực khác nhau, cái phước báo nó khác nhau, không phải ai giống ai, cho nên có nhiều vị cũng không biết đây là Phật. Vị không biết cứ tưởng là người bình thường. Vị nào có tha tâm thông thì biết. Cho nên khi Đức Phật ở cái tuần thứ 3 chư thiên có cái sự tranh cãi, vị này đã đắc đạo rồi, có người bảo không, vị này chưa đắc đạo. Thế là Đức Phật mới hóa ra con đường để đi thiền hành, để giải hết cái hoài nghi của chư thiên, để cho chư thiên biết rằng Ngài đã thành Phật. Tuần thứ nhất sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi đâu? Cái tuần thứ nhất thì Đức Phật ở đâu? Ngài ngồi nhập thiền quả dưới gốc cây Bồ Đề suốt một tuần. Tuần thứ hai thì Đức Phật hành thiền ở đâu? Ngài không có hành thiền, đứng nhìn cây Bồ Đề cũng chớp mắt. Tuần thứ hai là Ngài chỉ đứng nhìn cây Bồ Đề. Sau 2 tuần từ khi thành đạo, Ngài vẫn ở cây Bồ Đề hay đã đi nơi khác? Ngài hóa ra con đường bằng châu báu ở bên cạnh cây Bồ Đề và đi thiền hành trên đó. Thế là tuần thứ 3. Vì diệu pháp thâm sâu, Ngài được Đức Phật quán chiếu ở đâu? Có phải dưới gốc cây Bồ Đề không? Ở trong một cái bảo cung do chư thiên hóa hiện đây, được quán chiếu vi diệu pháp ở trong một cái bảo cung. Tuần lễ thứ 4, khi Ngài thành Phật rồi, ác ma còn dám đến cuối đời nữa không? Cái lúc mà Ngài chưa thành Phật thì ác ma kéo cả một cái đội quân đến để quấy phá đấy. Nhưng mà khi mà Ngài thành Phật rồi thì còn dám đến cuối nữa không? Có mấy cô ma nữ đấy, có, vẫn đến cuối Phật đấy. Ác ma không biết này khả năng siêu phàm của Phật, cho nên là vẫn có nhiều vị họ đến cuối, vẫn cuối nhiều trong 45 năm hoằng pháp thì Đức Phật vẫn bị ác ma nó cuối đời liên tục. Vị chúa rồng đã che mưa cho Phật ở tuần thứ 6 ấy, cái vị chúa rồng đấy là chúng sinh ở đâu? Chúa rồng ấy có phải con rắn bình thường không? Vị này ở cõi nào? Cái vị này là chư thiên, là cõi tứ thiên vương. Chư thiên, cõi tứ thiên vương thì có nhiều hàng chư thiên đó. Có chư thiên thì có thân người giống như người này, bằng ánh sáng ở trên hư không. Có vị chư thiên thì sống ở trên cây cối, đất đai, sông núi. Có vị chư thiên thì là thân người, có vị chư thiên thì là thân rồng, có vị chư thiên thì là thân chim, như chim xí điểm. Có cái cũng là một cái hàng chư thiên. Có chư thiên thì là quỷ dạ xoa. Thì các vị chư vị chúa rồng đấy cũng là một trong những các hàng chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương. Cái vị chư thiên này thì là sống ở dưới nước, sống trong lòng đất và dưới nước. Đức Phật đã thực hành pháp thiền gì vào tuần thứ 7? Thiền quả giải thoát. Đức Phật có phải là bậc A-la-hán không?
Đức Phật là một bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thì cái sự tu tập thì Đức Phật cũng tu tập trở thành một vị A-la-hán, và các đệ tử của Đức Phật thì sau này mà Đức Phật đi giáo hóa độ các đệ tử thì những người đệ tử tu tập cũng thành A-la-hán. Vậy thì giữa Đức Phật và các bậc A-la-hán đệ tử thì có khác nhau cái gì không? Có sự khác nhau, đó là chỉ có Đức Phật mới là một bậc A-la-hán, và thêm vào cái câu là chánh đẳng chánh giác. Còn các bậc A-la-hán khác thì không có chữ chánh đẳng chánh giác này. Bởi vì làm sao? Chánh đẳng chánh giác có nghĩa là sự giác ngộ tột cùng, sự giác ngộ tối thượng, tức là cái trí tuệ, đạt đến cái trí tuệ tối thượng. Đấy là Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có được cái trí tuệ tối thượng, trí tuệ tột cùng, gọi là toàn giác trí. Cái trí tuệ không có cái gì là không biết. Còn các bậc A-la-hán khác thì cái trí tuệ, cái sự giác ngộ nó có giới hạn, không thể bằng Phật được. Phật thì vô hạn, cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, trí giác của Phật là vô hạn. Còn các vị đệ tử, các bậc A-la-hán sau này cũng đắc đạo, cũng thành A-la-hán, nhưng mà cái trí tuệ nó có giới hạn, không thể bằng Phật. Bởi vì làm sao biết lý do tại sao lại có sự khác nhau? Bởi vì cái công phu tu hành khác nhau. Như Đức Phật phải trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp tu luyện, cho nên là cái trí giác của Ngài nó thâm sâu hơn. Còn những bậc đệ tử của Đức Phật thì chỉ có 2 vị đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là có cái công phu, cái 3 la mật thâm hậu nhất, là trải qua 1 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Chỉ có 1 A Tăng, tức là còn ít hơn Phật tới 3 A Tăng kỳ kiếp, cho nên cái trí giác của các vị không bằng Phật. Còn những vị A-la-hán thường thì chỉ có 100.000 đại kiếp thôi, đây là tu luyện thôi. Còn bây giờ mình mà tu tập thì có thể mình chỉ tu khoảng vài ngàn đại kiếp thôi. Một vị A-la-hán thường, một vị bình thường có thể mình chỉ tu khoảng 1.000 đại kiếp hoặc bao nhiêu đấy. Nó tùy từng người tinh tấn thì mình chứng sớm, mình để rồi thì mình chứng muộn. 1.000 đại kiếp mà chưa đắc đạo thì 10.000 đại kiếp hoặc 100.000 đại kiếp là sẽ đắc đạo. Còn nếu mà tu rể ruôi thì phải rất nhiều A Tăng kỳ kiếp mới đắc đạo. Cái công phu tu nó có sự khác nhau, cái hạnh nguyện khác nhau. Khi mà tu tập ấy, thì cái vị Bồ Tát tu để thành Phật thì luôn luôn nguyện thành Phật. Còn những vị đệ tử thì chỉ nguyện trở thành những bậc A-la-hán thường. A-la-hán có cái nghĩa là gì? Một vị A-la-hán có cái nghĩa, có 3 nghĩa: đoạn trừ hết phiền não, xứng đáng được cung kính cúng dường và giải thoát khổ đau sinh tử. Tất cả những cái bậc tu hành mà chứng quả A-la-hán đều có 3 cái ý nghĩa này. Thì Đức Phật cũng giống như thế, cũng đoạn trừ hết phiền não, cũng xứng đáng thọ nhận sự cung kính cúng dường và cũng giải thoát khổ đau sinh tử. Và các vị đệ tử của Đức Phật khi mà tu tập giới định tuệ cho đến khi đạt được đến sự giải thoát, cũng đoạn trừ hết phiền não tham sân si, cũng xứng đáng được cung kính cúng dường và cũng giải thoát khổ đau sinh tử. Thế là có cái sự giống nhau của các bậc A-la-hán như vậy. Cho nên là bây giờ có nhiều người, người ta tu một thời gian xong họ bảo hồi tôi hình như tôi cũng chứng đắc A-la-hán. Nhiều thế thì hỏi thế thì ông có còn tức giận, còn sân không? Còn tham không? Còn thế thì không đúng. Một bậc A-la-hán thì phải hết tham sân si, hết phiền não, hết tham hết sân thì mới là bậc A-la-hán. Còn nếu mà tu còn tham sân si thì chưa chứng gì hết. Đáng được phiền não có nghĩa là cái gì? Tu là để diệt trừ phiền não, nhưng phiền não là cái gì? Ở trong mình có phiền não không? Ở trong tâm nó có phiền không? Có lúc nào nó buồn phiền, bực bội tức tối không? Thì đấy chính là phiền não ấy. Phiền não. Trong suốt cái quá trình mà Đức Phật tu Bồ Tát đạo, cho cái tu khổ hạnh, Ngài chỉ muốn diệt trừ phiền não. Nhưng mà trải qua 6 năm Ngài không diệt được, vì Ngài tu không đúng cách. Tu không đúng cách cho đến cái tận cái đêm thành đạo, Ngài mới tu đúng pháp. Lúc đấy Ngài mới trung tâm vào hơi thở, Ngài phát triển thiền định. Sau đó Ngài mới chuyển sang phát triển thiền quán. Và lúc đấy Ngài mới diệt trừ được cái phiền não này. Diệt được phiền não, Ngài đắc đạo thành Phật luôn.
Còn nếu mà tu sai, tu không đúng thì mất công, uổng phí công sức, mất thời gian mà không có đắc đạo được. Thì cái phiền não ở đây nó là những cái tâm bất thiện khởi sinh ở trong tâm, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Thế nên là người ta mới nói một cái câu chung chung là tham sân si, tham sân si. Trong những cái tham sân si thì cái nào mạnh nhất, cái tâm nào mà nó mạnh nhất? Tham này nó có tới 8 cái, sân nó chỉ có 2 cái, mà si nó chỉ có 2 cái. Thực ra thì diệt trừ cái tâm sân là dễ nhất. Một người bây giờ mình có tâm sân, chỉ cần sống ở một cái chỗ nào đó mà nó không có sự chướng ngại thì mình cũng mới bỏ được tâm sân, nó dễ lắm. Nhưng bỏ được tâm tham thì nó rất khó. Và cuối cùng nếu mà bỏ được cả cái tâm si thì nữa là nó sẽ đắc đạo. Một người đắc đạo phải bỏ được cái tâm si này. Tâm si là vô minh, vô minh hiểu sai sự thật. Tham có nghĩa là tham ái chấp, tham ái tham đắm, chấp vào các cảnh trần, chấp vào cái thân ngũ uẩn, cho nó tức giận. Còn si là cái sự hiểu biết sai lầm, tà kiến, đúng cho là sai, sai cho là đúng. Diệt trừ được hết những cái tâm bất thiện này thì sẽ đắc đạo. Và cái sự tu tập các cái pháp thiền định thì nó chế ngự được cái tâm, những cái tâm này, nhưng nó không diệt trừ được. Còn khi chuyển sang thiền tuệ thì nó mới diệt trừ được. Thiền tuệ thì nó sẽ xả trừ được những tâm này. Khi triệt hết phiền não rồi thì cái tâm gì nó sẽ sinh lên? Tham là hết nhá, sân hết, si hết. Thì lúc đấy cái tâm của mình nó còn cái tâm gì nó còn lại? Ví dụ như là bây giờ có một cái khu vườn nó rất nhiều cỏ và nó mọc ở đấy, thì bây giờ mình ra đấy mình nhổ sạch hết cỏ lên thì cái cây gì nó sẽ mọc lên? Cái mảnh đất đấy mà nhổ hết cỏ dại rồi thì cây gì nó mọc? Cái hay là nó có chơi chọi vậy với đất không à? Bây giờ cái tâm mình nó cũng thấy nó cũng giống như một cái mảnh đất ấy. Nếu mình để cho nó tự do thì nó mọc đầy cái cỏ dại đây là phiền não. Còn bây giờ mình nhổ hết cỏ đi rồi thì nó còn cái mảnh đất tâm, nó sẽ còn cái gì nó mọc? Có biết cái gì không? Cái gì này? Còn lại cái cây là vô tham, vô sân và vô si. Tham nhổ đi thì nó còn lại cái tâm vô tham. Bây giờ mình có lúc nào mình có cái tâm vô tham không? Mình tâm tự tại. Nhưng bây giờ mình đang đói thì mình nhìn thấy một cái món phở bò mình rất là ngon, thèm ăn. Bây giờ mình vào mình ăn ngon lên rồi, cho mọi người lại cho lại thêm bát nữa, mình trông mình dừng dưng. Tại vì lúc đấy mình ăn no rồi nó không còn tham nữa. Thì cái lúc đấy nó có cái tâm gì? Tâm vô tham. Tâm vô tham, vô sân. Thì bây giờ hai người đang giận nhau, đang mắng nhau, chửi nhau, giận nhau. Thế rồi tự nhiên cái người mà mình đang giận này, họ lại tặng mình một món quà. Thế là mình nhìn thấy họ mình còn giận được nữa không? Hết giận ha. Thế nên thành cái tâm gì? Đang cái tâm sân nó chuyển thành tâm gì? Tâm vô sân rồi. Vừa hôm trước nó còn sân nhau, ghét nhau, hôm nay nhìn thấy nhau mình cười rồi. Tại sao? Thế bây giờ mình muốn cho người khác, người ta hết sân với mình thì làm sao? Thì cho một món quà ha. Là một món quà thật ý nghĩa mà. Bên ngoài bọc thật đẹp mà mở ra ở trong chẳng có gì. Thì người ta lại ghét thêm ha. Tâm vô si cũng thế. Nhưng mà cái si nó mà diệt đi rồi thì cái vô si nó sinh. Cái tâm nó vậy. Ngài xứng đáng được cúng dường là làm sao? Tại sao bây giờ Đức Phật có sinh ở Việt Nam không? Mà cái hình tượng của Phật ở Việt Nam có ít hay nhiều? Nhiều. Tại sao lại cứ đi đắp cái ông, một cái ông từ Ấn Độ mà sao lại từ đây ở Việt Nam là làm sao? Phải có nguyên nhân gì, phải có lý do gì, phải có mục đích gì, phải có ý nghĩa gì thì mới đắp tượng tôn thờ như vậy chứ? Không phải là Việt Nam mà khắp thế giới năm châu ở đâu đâu cũng đắp tượng, ở đâu đâu cũng tôn thờ, ở đâu đâu cũng cung kính,
Ở đâu đâu cũng bỏ tiền là xây những ngôi nhà giống như những cung điện để thờ ai, để cho ai ở, để cho Phật ở, phải không? Vậy tại sao lại thế? Bởi vì Ngài có xứng đáng không? Ngài xứng đáng được như vậy mà. Ngài xứng đáng. Bây giờ mình mà bỏ ra một cái lượng vàng thật lớn, mình đúc một ngôi chùa bằng vàng, mình thờ Phật có xứng đáng không? Ở bên Miến Điện người ta có những cái chùa vàng, tháp vàng đấy, tượng vàng. Với người Miến thì chùa nào người ta phải nhát vàng à? Người ta xây cái bảo tháp thật là lớn cho nên người ta đem vàng đến người ta ráp. Ráp xung quanh có khi một cái bảo tháp người ta ráp tới cả mấy chục tấn vàng. Mấy chục vàng, và nếu mà có châu báu hay là có ngọc quý, đá quý người ta dùng để người ta xây chùa. Có những cái ngôi chùa người ta xây bằng đá quý, bằng đá ngọc, kim cương bảo tháp, người ta ráp đầy ở trên Phật, bảo tháp vàng bạc. Bởi vì những cái nước, những cái người mà thật sự mà hiểu về Phật thì người ta thấy Phật xứng đáng được như vậy. Cái gì tốt đẹp nhất ở thế gian này là dành cho Phật trước. Thì tất cả những cái gì quý báu nhất ở thế gian phải dành cho Phật trước, còn những cái khác mới tính sau. Bởi vì người ta hiểu được cái ân đức của Phật, cái đức hạnh, cái trí tuệ của Phật xứng đáng như vậy. Ở Việt Nam thì toàn lấy đất để đặt tượng Phật. Tượng ở chùa cũ về toàn tượng đất không đó. Mà mấy cái người ở dân này họ quý chùa cái tượng đất khủng khiếp luôn. Mẻ ra một tí nó kêu mà không biết bao nhiêu cái quý báu để xây nhà trước. Trong là mấy cái đất mục trộn với này nó rác ấy, đắp Phật. Mà bây giờ bảo xây chùa mới là phải rước cái Phật của chúng tôi đi thờ. Xứng đáng với cúng dường, vì Ngài, vì cúng dường Ngài sẽ nhận lại được những quả báo lớn, những công đức lớn. Vì cúng dường Ngài thì không có mất. Mình cúng dường Ngài thì mình sẽ được hưởng lại những cái phước báo thật là lớn lao cao thượng. Cho nên là người ta mới cúng dường một bậc xứng đáng để được cúng dường nhất. Người ta tôn thờ một cái bậc xứng đáng nhất. Trường bây giờ mình tôn thờ những cái người mà còn tâm sân, còn tâm tham, còn tâm si thì những người có xứng đáng không? Nhưng thường thường ai là những người còn tham tâm si? Rất nhiều những cái vị thần, vị mà dân gian tự dựng nên ấy, người ta vẫn còn tham sân si. Nhưng mà tôn thờ những cái vị đấy thì những vị đấy chưa phải là bậc thánh xuất thế, chỉ là những bậc thánh thế gian. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mọi người dâng lễ cúng dường thì Ngài có nhận được không? Hàng tháng, hàng tuần có đi chùa lễ Phật không? Khi mà đi chùa lễ Phật mình có dâng lên trên bàn những cái hoa quả, trái cây, xôi gà, lịt thịt gì không? Có dâng lên cúng không? Vậy khi cúng Phật thì Phật có sơi được không? Mời Ngài về sơi đi. Mà Ngài có sơi không? Ngài có thọ dụng không?